Hello, xin chào các bạn. Đây là một cái tai nghe mới của Bose. Nói mới thì không phải là mới, mà nó là một cái tai nghe Bose 700. Thì cái này đã là một cái tai nghe mà mình đã từng khui học và cho các bạn coi những chi tiết của cái tai nghe này rồi. Tuy nhiên thì hôm nay vừa mới về một cái phiên bản rất là đặc biệt. Đó là phiên bản Limited Edition dành cho cái Noise Cancelling Headphone 700. Thì cái này nó khác một chút xíu so với cái phiên bản tiêu chuẩn. Ở đây thì mình có một cái phiên bản tiêu chuẩn màu đen và nó còn thêm một phiên bản tiêu chuẩn màu bạc nữa. Thì phiên bản màu bạc thì cái viền này màu bạc, rồi cái phần ở phía bên ngoài này màu bạc, rồi phần này thì màu trắng. Thì cái sự khác nhau của nó không có nhiều lắm. Chỉ là cái sản phẩm này mình sẽ nói kỹ hơn về những cái chi tiết của nó. Mình sẽ quay cho các bạn xem bên trong nó bao gồm những gì, cũng như khui hộp ra cho các bạn coi chi tiết bên trong hộp bao gồm những phụ kiện như thế nào. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ cung cấp một số những thông tin khác, như là cái Bose 700 này sẽ được bán duy nhất và độc quyền tại Bose Store. Nếu các bạn muốn tìm một cái tai nghe Bose 700 chính hãng này tại bất kỳ nơi nào ở Việt Nam thì chỉ có Bose Store thôi. Thì các bạn có thể đến Bose Store ở Takashimaya, cái trung tâm thương mại Sài Gòn Center, hoặc là các bạn đến cái Bose Store ở 144 Võ Thị Sáu. Thì chỉ có hai nơi này là bán cái sản phẩm này thôi. Còn ngoài ra thì không có nơi nào khác bán cái Bose 700 phiên bản Limited Edition này hết. Và giá của nó vẫn là 10.990.000, tức là khoảng gần 11 triệu để các bạn có thể mua cái tai nghe Bose 700. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui ra cho các bạn coi bên trong chi tiết của nó như thế nào. Thì về cách khui hộp thì nó vẫn tương tự như là cách mà chúng ta vẫn thấy trên những cái tai nghe khác của Bose. Đó, Bose 700 thì có thể là nhiều bạn đã từng nghe qua rồi, nhưng mà cái phiên bản mới này thì nó đẹp hơn rất nhiều. Thì mình sẽ lấy những cái phụ kiện ra cho các bạn coi. Như các bạn thấy thì phía bên trong chúng ta vẫn có cái tai hướng dẫn đi kèm nè. Rồi, ở đây chúng ta có một cái túi. Một cái túi rất đẹp của Bose họ tặng kèm. Đó, đây là cái Bose 700 phiên bản Limited Edition. Tại sao nó là Limited Edition? Tí nữa mình nói kỹ hơn. Ở đây chúng ta có cái Bose Music nè. Rồi vẫn là những cái tương tự như với cái Bose 700 thông thường. Về chức năng nó không thay đổi, nhưng mà về phụ kiện thì khác nha. Chúng ta có một cọng dây 3.5mm hai đầu. Và cái dây này á, xin lỗi các bạn, không phải là 3.5mm hai đầu, mà là một đầu là 2.5 và một đầu là 3.5. Cái này để kết nối với những cái điện thoại có vẫn còn hỗ trợ cái cổng USB, xin lỗi các bạn, là vẫn còn sử dụng jack cắm 3.5mm, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái jack chuyển để sử dụng với cái dây này cũng được. Và cái này là dây màu trắng sữa, cái dây sạc USB Type-C, một đầu A một đầu C của Bose 700 phiên bản Limited Edition này cũng là màu trắng luôn. Tức là nguyên cái bộ này nó là cái màu trắng đồng nhất, và đi kèm với cái màu trắng này nó sẽ có một cái màu vàng đồng. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi chi tiết hơn về cái màu vàng đồng đó. Phụ kiện mình sẽ bỏ một bên. Đó, đây là cái Bose 700 phiên bản Limited Edition. Thì các bạn thấy là cái màu của nó khác đi một chút so với cái phiên bản màu bạc hiện nay đang bán, mà có thể là nhiều bạn đã nghe qua rồi. Thì với cái phiên bản màu trắng sữa này, chúng ta sẽ có những cái chi tiết như là ở phía bên trên cái phần headband. Ở phía bên trên của headband nha, chứ không phải là phía bên dưới, là chúng ta có cái lớp cao su non màu trắng sữa rất là đẹp. Cái màu trắng sữa này nó kết hợp với cái màu vàng đồng ở cái phần khung. Cái màu vàng đồng này thì nó hơi nhã sang cái màu giống như là cái màu của cái loại đường nâu á. Đó, mình thấy như vậy, nó hơi nhã màu tí. Rồi xuống phía dưới này là cái màu trắng sữa của toàn bộ cái vỏ housing ở phía bên ngoài. Đó, cái vỏ này là làm bằng nhựa. Ở phía bên trong chúng ta có những chi tiết của màu da trắng. Rồi cái lớp vải bọc bên trong cũng màu trắng. Driver, cái lớp vải bọc cái driver này cũng là màu trắng luôn. Rồi ở phía bên dưới của cái phần housing, xin lỗi các bạn, là cái phần headband, thì là một cái lớp đệm bọc ở phía bên ngoài là cao su non, và nó vẫn là cái màu trắng. Tức là chúng ta sẽ có hai tông màu duy nhất trên cái tai nghe này, đó là màu trắng sữa và màu vàng đồng. Thì cái màu trắng sữa này họ thiết kế nó rất là mềm mại, nó là một cái khoảng như thế này. Đây là cái khoảng tăng đưa,
để chúng ta điều chỉnh cái kích thước của cái tai nghe so với cái đầu của chúng ta, và nó kéo dài lên phía bên trên này, nó là nguyên một cái miếng kim loại luôn, bọc từ bên này qua tới bên kia. Cho nên á, cái tai nghe này nó có cái độ chịu lực rất là tốt và cái độ đàn hồi cũng rất là tuyệt vời. Đó. Thì đó là những cái chi tiết bên trong của cái headphone Noise Cancelling 700 của Bose. Thì cái sản phẩm này á, như một số những cái video khác mình cũng đã nói, thì nó hỗ trợ Bose AR. Tức là các bạn đến những cái nơi nào đó mà chúng ta có thể giao tiếp được với trợ lý ảo, nó sẽ thông báo cho chúng ta biết, ví dụ như đến nhà thờ Đức Bà thì nó sẽ đọc ra những cái dữ kiện về nhà thờ Đức Bà, hoặc là đến bất kỳ nơi nào trên thế giới thì nó sẽ có những dữ kiện mà trợ lý ảo nó khai thác, sau đó nó cho chúng ta biết. Nhưng mà hiện nay thì cái Bose AR này ở Việt Nam vẫn chưa sử dụng được. Trong thời gian tới thì sử dụng được thì mình sẽ có một cái video cũng như một cái bài viết để update cho các bạn coi. Còn đây là cái Bose 700 phiên bản Limited Edition, chỉ bán độc quyền tại Bose Store, tức là hai cửa hàng do Mai Nguyên độc quyền phân phối sản phẩm chính hãng của Bose tại Việt Nam. Đó. Rất là đẹp nha các bạn, sang lắm, cực kỳ sang luôn. Đây, mình cho các bạn coi lại một vòng so với màu đen. Đó, đây là một trắng một đen. Hắc bạch công tử nè. Đó. Các bạn thấy chưa? Một trắng một đen rất là đẹp. Và nếu mà chúng ta tìm một cái tai nghe thương hiệu của Bose và để chúng ta nghe cho nó thật là tuyệt vời, chống ồn thật là tốt, thì đây là cái nghe tai nghe mà các bạn có thể tìm kiếm trong mức giá khoảng gần 11 triệu đồng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây, và đừng quên subscribe cũng như là chia sẻ video, nhấn like để ủng hộ cho Mai Nguyên. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.